Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành AZ đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hải tặc đại chiến kho báu huyền thoại nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và bắt đầu thế nào anh em? Thì hôm nay mình sẽ dùng 100 thùng bia để mình mở ra Ma Tặc Karina và hy vọng là ta sẽ ra được. Ok, chúng ta sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi, nhưng mà mình đầu tiên là mình cần phải huyết tế một số cái con 3 sao hoặc là 2 sao đi. Mình có rất là nhiều con 3 sao ở đây này. 3 sao nhiều lắm. 3 sao của cái hệ này tôi nhiều cách ra man luôn anh em ơi. Nhiều quá thì chúng ta sẽ ghép bớt tướng đi anh em. Ghép một chút tướng sinh khí đi. Có con nào thì ghép con đấy lên. Ví dụ con này có thể lên được sao này. Con nào sau này nó có thể lên được à thì ghép vào. Onigumo các kiểu là điều gì đấy, Mones, Valentine, ủy nhiều lắm. Ghép đi anh em ơi. 6 tướng 4 sao và 4 tướng 3 sao, 1 2 3 4. Ok. 6 tướng 5 sao. What the hell? Làm gì có tướng đâu anh em. Thôi tôi sẽ lấy đi anh em ơi, tôi sẽ đi huyết tế bớt cho nó đỡ chật nha. Huyết tế bớt những cái tướng hệ này đi, hệ này nhiều dã man luôn anh em ạ. Huyết tế bớt đi. Huyết tế bớt đi cho nó hết đi anh em. Nhìn nó hơi bị gọi là ngứa mắt, không có chỗ để mà gọi là để tướng anh em ơi. Rồi, huyết tế để lấy chỗ để gọi là triệu hồi tướng mới. Dừng lại. Chắc sẽ dừng lại rồi tại vì là tướng của hệ này đang hơi ít. Ui, tướng hệ này mới là nhiều này anh em. Dừng con đấy lại. Rồi, mình vẫn phải để lại tướng 3 sao để sau này để ghép lên anh em ạ. 3 sao sao lắm nhỉ? Chẳng hiểu mình cướp đâu ra 3 sao mà lắm thế này. Bây giờ điều quan trọng của tôi là thiếu tướng 10 sao để cho nó lên các cái e khủng khiếp hơn, cao hơn chẳng hạn. Đấy, mình đang thiếu mấy cái đấy. Thằng này cũng nhiều một cách dã man luôn anh em. Tôi sẽ huyết tế hết nha. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huyết tế, xong. Một khi đã huyết tế xong, còn khá nhiều. Rồi, chắc sẽ dừng lại thôi anh em nha. Hệ này thì cũng nhiều thế nhở. Hệ này cũng nhiều một cách dã man luôn. Mỗi lần nó sẽ được khoảng là 8 con. Chúng ta đã giảm được khá nhiều anh em ạ. Bây giờ giảm xuống tầm khoảng hơn 100 con là đẹp. Mình đoán thế. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình có một đống tướng để mình triệu hồi ra anh em. Hy vọng hôm nay là sẽ may mắn. Với hơn 100 thùng bia thì chắc là có thể là sẽ ra được. Mình cũng hy vọng là sẽ ra được. Nhưng mà chưa ra Kuma nhỉ. Kuma chắc là phải tuần sau. Tuần sau mới ra Kuma. Thì chắc hôm nay mình sẽ mở 80 thùng bia trước đi thì nó sẽ hợp lý anh em nhỉ. Tôi nghĩ sẽ mở tầm khoảng 80 thùng bia là đẹp. Rồi, 266/400, chúng ta đã thoải mái hơn rồi. Bây giờ mình sẽ mở tướng sinh khí nha anh em. 80 thùng bia bắt đầu. Được thì được mà không được thì thôi. Ui, mở phát ra luôn Karina này. What the hell man. Wow man, một Karina nha. Mở luôn ra Karina, Sanji cái này không cần. Joju, Marares, Karina, Enel, vãi lồng bàn. Đây là bao thùng bia ở đây anh em. Vista, hoa hồng, Baby Nom. Sau này tôi có rất là nhiều tướng hệ này luôn đấy, thật luôn. Không biết mở bao nhiêu thùng bia rồi nhỉ? Không để ý lắm. Không để ý lắm là mở bao nhiêu thùng bia rồi. Sự kiện này chúng ta sẽ cùng xem là biết ngay sẽ mở bao nhiêu thùng bia luôn. Chúng ta mở tới 60 rồi. Mình mở khoảng 20 thùng nữa thôi là sẽ ra được con kia nhá. Mà ra rồi anh em ạ. Mở khá đỏ. Thôi dừng thôi. Chúng ta đến được cái mốc yêu cầu rồi. Ok chưa anh em, chúng ta đã ra được cái mốc mà mình khá quan tâm đây rồi. Kuma, ra luôn cả Karina, ra luôn cả Kuma.
Oh, wow, ra luôn cả cả Karina và ra luôn cả ông Kuma này luôn. Rồi, chúng ta đã nhận được rất nhiều quà nha anh em. Đây, đây là tổng cộng tất cả cái quà mình đang có đây. Rất nhiều thứ luôn, 15 trái cây ác quỷ, mảnh tướng SSL1, ngẫu nhiên L2, mấy thằng tướng linh tinh. Ôi giời, mình có nhiều tướng như mày lắm ấy. Ui, có hai tướng ngẫu nhiên L2 và tướng ngẫu nhiên L1 thì cũng rất là nhiều. Có lẽ là ngày mai mình sẽ mở ra, để hy vọng mình mở 80 thùng bia thôi là xong rồi, mình sẽ mở thêm hai cái này nữa nha. Holy shit boy, trời ơi là trời. Rồi thì mình sẽ test cho anh em con Karina luôn nhé. Có rồi thì test thôi. Sinh khí ạ. Sinh khí. Ờ. Sinh khí hình như là vẫn ở trong cái mảnh thôi anh em. Sinh khí chính ra là vẫn ở trong mảnh. Mở ngay ra Karina ngay ngày đầu tiên luôn. Thật sự là đỏ đấy anh em ạ. Thật sự là đỏ đấy người anh em. Đây rồi, Karina hợp thành anh em ơi. Wow, tôi chỉ cần 10 thùng bia đầu tiên là tôi sẽ ra luôn Karina. Chỉ cần 100 thùng bia, ra ngay Karina anh em ạ. Dĩ nhiên là ngon, quá ngon, quá quá ngon luôn, sinh khí. Test Karina nào. Karina bằng xương bằng thịt luôn. 30, rồi, cho anh nâng cấp tiếp nha anh em, 40. Thùng bia lại tiếp tục tiết kiệm vào anh em nhá. 80 rồi. Đây là 100. Mình sẽ trang bị một set đồ đơn giản một tí cho con này. Nó có một cái găng tay khá ngon. Găng tay bảo vật một sao nhìn khá ngon. Rồi, con này hiện tại thì nó búp, thì nó sẽ búp được khoảng 25% sát thương với mục tiêu bị hóa đá. Tăng 10% máu, tốc độ toàn đánh. Cuối mỗi lượt, mỗi tướng địch bị hóa đá, bản thân tăng 15 tốc độ trong 2 lượt và hồi 15 lộ. 15 nộ anh em nhá. Con này hiện tại đang hơi yếu. Con này hiện tại đang hơi yếu. Nếu mà chúng ta muốn sở hữu thêm... Ôi, hình như tôi có quà từ cái sự kiện này anh em ạ. À, đúng rồi. Đó chính là chúng ta... thức tỉnh Karina. Nếu mà chúng ta cho lên L6 sao thì mình sẽ nhận thêm được một mảnh tướng SS ngẫu nhiên L1. 9 sao thì khỏi nói rồi. Đội thuyền viên thì vẫn có. Đây, đây là anh em, tôi nhận được một cái set đồ này ạ. Thảo nào. Ông này thì quần sói xanh cơ. Chiêu mộ được Karina thì sẽ được một set thương lái. Ok, mình đang có khoảng 6k9 ạ. 6966. Bây giờ tôi muốn đổi tướng 10 sao thì làm nào? Nó rất là đắt. Nó cực kỳ là đắt luôn. Đây, tướng 10 sao đây. Đắt dã man luôn anh em. Yêu cầu khoảng 8.000 cái thuốc. Mình đang có khoảng 6k9 á. 6k9. Hiện tại mình đang có 6k9 thôi anh em ạ. Chiêu mộ, bắt buộc phải chiêu mộ cái này thì mới được thuốc à? Hơi buồn nhỉ. Có cách nào chiêu mộ mà vẫn được thuốc không nhỉ? Không anh em nhá. Không, hiện tại là không có cách nào chiêu mộ mà lại được. Vẫn phải dùng thùng bia. Chắc chắn là vẫn phải dùng thùng bia để chiêu mộ. Rồi, chúng ta sẽ nhận một vài cái phần thưởng. Đổi belly 2 lần. Ok, cái này vẫn chưa đổi được. Thì mình sẽ đổi tạm đây cũng được. 20 game thôi mà. 15k sẽ đổi được một tướng mới anh em ạ. Chắc chắn rồi. Đấy ơi, từ 1.000 đấy ơ. Ôi, làm mấy nhiệm vụ 1.000 nữa này. Sử dụng 2.600 thùng bia mới được có 2.300 thôi. Làm thế nào được thêm cái đấy nhỉ? Mình cần đổi một tướng 10 sao anh em ơi. Hiện tại là tôi đang có... Làm thế nào mà kiếm thêm được cái nguyên liệu đấy đây? Trời ơi, tôi còn thiếu một tí nè. 7946. Ồ, bây giờ mình chuyển chiêu mộ đến 1 đến 2 thùng bia thôi là chắc là ok rồi đấy anh em nhờ. Chiêu mộ phát nhỉ, 1 thùng bia cái nhỉ. 1 thùng bia nữa. Rồi, ok, như vậy là tôi sẽ có một tướng nữa nha.
Mà chắc là mình sẽ dừng thôi. Chắc chắn là tôi sẽ dừng thôi. Đây. Mua luôn. Tướng 10 sao chưa anh em? Lính chỉ 10 sao luôn. Bắt buộc phải mua. Đói. Ok, như vậy tôi sẽ được một tướng lính chỉ 10 sao. Yes. Gà sinh tồn cái gì đây? Ok, đây là tụi mình còn chưa show cái ID ra. Để mình đang tham dự cái sự kiện. Mình quên mất. Sorry, nhà phát hành mình đang show ID ra cái. Rồi, thì chúng ta sẽ quay lại đây để mình tiếp tục mở một cái hòm trong này ra. Tuy nhiên còn thường cái xe đạp này. Khá là chối nhá. Dùng. Chúng ta sẽ được một tướng lính chỉ 10 sao. Aokiji. Ây chà chà chà, Aokiji tôi còn thiếu khoảng. Mình có thể dùng một cái con bất kỳ để làm vật, làm phôi. Dùng Jinbei à? Ông này thì mình có hai tướng sẵn sàng ở bên kia rồi. Và mở thêm một trái cây ác quỷ nữa là ra thôi. Năm tướng thì nó cũng sẵn sàng rồi. Wow, gần đủ nguyên liệu rồi anh em ơi. Khá là phê và đủ cái này để lên cho E4 rồi. Và lên E4 thì rất rất mạnh luôn. Rất rất mạnh rồi nhưng mà mình không muốn mất thằng Jinbi anh em ạ. Nên tôi sẽ cần phải tính toán xem làm thế nào để cho nó hợp lý nhất. Làm nào cho nó hợp lý nhất nhá. Tôi không hề muốn mất Jinbi. Tôi muốn để sẵn Jinbi 10 sao đấy cơ. Hoặc là chúng ta kết hợp một con nào đấy thôi. Sinh khí rất là nhiều con này. Cho lên á. Cho lên chắc được không? Không có. Cho Magellan hoặc Enel hoặc là bất kỳ một con gì lên 10 sao đều được à? Là vật thay thế chúng ta. Nhanh nhẹn à? Nhanh nhẹn Brock à không? Brock thì không nhá. Brock không dùng nhá. Moria này. Moria chính ra là nhiều, rất là nhiều luôn đấy. Nếu ta không dùng Moria thì sẽ dùng là vật hiến tế cho con kia lên. Sao? Howkin. Howskin. Hay là ai nhỉ? Tôi cũng chưa biết là sẽ cho con nào lên để nó hợp lý đây. Lý chỉ nhiều thế này, Sanji thì cũng đã sẵn sàng. Ôi Sanji thiếu nhiều lắm. Sabo nhá, mình có mấy con Sabo ấy chứ nhỉ? Sabo, à không, Sabo thì mình có, hình như mình có 3 Sabo thì phải. Ok. Sabo tôi còn chưa test đấy. Đây, Sabo tôi vẫn để nguyên này. Vẽ lều luôn, vẽ cả linh hồn luôn. Sanji. Sanji lên E5 thì khó lắm. Sanji lên E5 thì mình có 2 con à. 3 con 10 sao và 8 con 6 sao hệ sức mạnh. Rồi, đi test thử Karina nhờ. Chúng ta sẽ đi test thử Karina xem như thế nào. Chúng ta sẽ vào trong phụ bản đánh nhau một vài trận ở trong phần chiến trường nhá. Oh wow. Tôi bị đấm khá nhiều anh em ạ. Tôi bị đấm khá là nhiều à. Có ai yếu yếu không? Mình bỏ này ra không? Cho Karina vào nó búp cho tí nhỉ. Nhưng mà lực chiến mình sẽ bị giảm xuống khá nhiều. Nhưng mà con đấy thì thường là mình cũng không không mấy nhiều lắm. Karina. Đấy. Có hai hệ kia thì nó sẽ búp sức mạnh cho lẫn nhau. Cảm giác mình hơi yếu. Chúng ta sẽ để tốc độ nhân 1 đi. Karina đây mình sợ chết sớm lắm. Ba búp luôn ạ. Đùa nhau à? Ông ấy chơi tận 3 con búp, 3 con Nami búp với level 330 dành cho Sanji luôn. Búp nó bắn cho các chắc là chết luôn không? Bây giờ có chết luôn không anh em? Con yêu khỏe thế nhở? Mình cũng có búp mà. Ui, khỏe lắm anh em ạ. Có khi nó còn giết được mình ấy. Thế nó bắn phát độc có liệu có chết đâu nhỉ? Búp hóa đá. Ồ. Không kịp làm gì luôn. Khống chế hóa đá khá đáng sợ. Rồi và chúng ta sẽ test xong con này khả năng hóa đá khá kinh. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.